một đều dòng C4 và có lẽ trận đấu tiếp theo thì em đã xin phép, và sau khi mà lấy xong quân thì em đi vệ sinh một chút, bằng tầm này hơi buốt, hơi buồn. Và trận đấu thứ ba sau trận thứ tư này, vâng, quân nào như vậy, Yamato, vâng, Yamato và Sumeria nó quân xong trận này. Và như đã nói thì sau khi gặp nhà thông quân, hy vọng anh em ta tạm thời chúng ta nghe tiếng game một chút. Okay.
Oklahoma, Ice Lauren, Oklahoma, Donahue, Alma, Alma, Ice, Ice, Rogan, Ice, Oklahoma, Ice, Donahue, Ice, 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 Henry, Ice, Oklahoma, Ice, Alma, vậy trận đấu với bài em mà tôi Hoàng Nhi cũng đang đến đời khá sớm. Yugi thậm chí bài đánh rất nhiều dần, nhìn tập này cảm thấy Yugi đánh tầm 26 dần hoặc là 27 đúng dần gì đấy từ con bài Sumeria. Vâng, bắt đầu cắt sân dàn vàng cũng như để con giò mình di chuyển. Còn khả năng cao Yugi sẽ làm góc khoảng tầm 7 giờ hoặc 8 giờ trận này. Vâng, như vậy chính xác là 6 giờ, vâng gặp rồi. Khả năng Yugi đang muốn đánh thẳng cũng giờ ấy chắc. Vâng, vừa có thế nhà khung thì Sumerian cũng có thể đánh thẳng cũng giờ. Trong trường hợp mà Sumerian thế nhà khung thì sẽ bài sau kiểu khoảng tầm 4-3 nhà bia thôi. Và sau sân toàn tập cũng như đỏ vàng để cố gắng lên 4 sớm. Ít nhất là ngang bằng cái Yamato. Nhưng đây là thế nhà không khung và Yugi đang đánh xem. Vâng, khoanh ruộng rất tròn, không biết dẫn nhà BA thì cho tủ hòa nghi. Như vậy một lờ chuyển cùng A trong bài này. Vâng, bên kia Yugi cũng là người 28 đồng dân. Và Yugi đang lên được 3 muộn hơn cái tủ hòa nghi một chút. Vâng, nhà một mặt này đã khung. Vâng, kích cung A một áo. Tham này tạm thời vẫn đang là 31/40 thôi. Con chém đang để đi để xem liệu rằng khu vực này game thủ Yugi đã khung nhà hay chưa. Không biết có phê không nhỉ. Vâng, số này không biết còn hở hay không. Vâng, như vậy một e đang vẩy ra khá nhanh cho Yugi. Yugi đang... mình nghĩ rằng Yugi không biết là có dân Hoàng bên ngoài không nhỉ. Khi lượng dân ở nhà đang hơi ít. Vâng, bắt đầu có lạc đà đẩy lên thời điểm mà Hoàng Nhi đang chuyển quân. Vâng, thời điểm mà Hoàng Nhi đang yếu nhất thì Yugi đang đẩy lên bằng khoảng một con ngựa giò cũng như là một con lạc đà. Như vậy việc chúng ta chuyển nhà Yugi cũng đã biết. Vâng, quan trọng là cách mà đối phó nó như nào thôi. Còn tiếp tục đẩy thêm lạc đà cho Yugi. Càng thời điểm chúng ta đang hơi yếu, thời điểm có thể nói chúng ta đang yếu nhất trong trận đấu này khi chúng ta đang vừa bắt thao tác chuyển quân có thêm 7 quả. Vâng, cung A hai áo sắp lên xong. Có một luôn tên này khi nhận thấy lạc đà của Yugi vẫn là những con lạc đà chưa có giáp. Rồi vẫn kịp một pha với E đang rất tinh tế của Hoàng Nhi. Một cái E cản mặt và những nhà E kia bỏ nhà, giúp cho chúng ta đang tạm thời yên ổn khu vực quanh ruộng này. Và cung A hai áo đã có. Còn chỉ cần hai con cung A bắn chùa thôi. Cái sắc bậc, cái sự khác bọt của nó rất lớn. Kéo cung A ra ngoài nhà rồi, bốn con cung A là đủ. Thời này chúng ta sẽ thủ được nhà. Cần phải khung lại nhà thật nhanh, tránh việc đối phương đục vào làm chúng ta mất tay. Vâng, một bàn hai bãi vàng đang rất gần nhà cho game thủ Hoàng Nhi. Bên kia có lẽ rằng Yugi chuyển sang dốc bài những con cung giờ kèm cung. Nhưng mà cung giờ mà kèm lạc đà của Summer thì chúng ta cũng không ngán. Sợ nhất là kiểu mà cung giờ kẹp chém thôi, kiểu những bài của Pan hay là kiểu Babylon chẳng hạn. Nhưng mà Sumeria nó không có ngựa chém, chúng ta cũng không quá đáng lo. Chúng ta vẫn là bài những nhà cung A kẹp ngựa chém vẫn tốt. Còn thực sự chúng ta chẳng ngán những kiểu quân, những kiểu cái gì nhỉ?
Phonesia này hả? Phô cũng là quân mà kiểu sóc chém, kẹp giờ rất tốt. Và sau khi lên đầu máu, với lượng máu 172 đến từ những con ngựa chém và 80 từ những con giờ. Chúng ta mới lo thôi, còn đây chỉ là Sumerian một con không có ngựa chém, một vài vé rất nhanh của Tư Hoàng nhỉ. Khả năng tên này chú ý sẽ tìm liên tục là những pha giải về đến Tư Hoàng nhìn tên này. Lượng lạc đà nằm xuống đang rất nhiều này, bằng mắt kẹt lạc đà. Và cái giá với trả Zugi đang là khoảng tầm 4 đơn vị lạc đà đang phải nằm xuống, chính xác hơn là 6 con. Bắt đầu nâng cấp tàu vào. Vẫn là 3 nhà BA, 1 nhà BL đều cho game thủ Hoàng nhỉ. Vẫn phải xong chém kẹp cùng. Và thậm chí sau đây có lúc chúng ta nên luôn giáp 4 cho những con chém, cũng như là giáp cho những con ngoa. Và đấy là thời điểm phía sau thôi. Khoảng lên đào vàng có lượng vàng khỏe hơn. Chặt gỗ đã là chặt gỗ 2 rồi, nhưng qua tạm thời vẫn chưa có giáp, vẫn đang hơi rèn. Để mà đánh về lâu về dài, khi mà những con qua đã là giáp bồn, cũng như là những con chém cũng là những con chém bồn, thì chúng ta không quá đáng lo bài Sumeria. Ở một vài con chém đảo, sức phát huy hiệu quả nó là cực kỳ lớn. Tham này đang là 60/64 cho Hoàng Nhi. Bên kia có lẽ Zugi tầm này đang dốc mạnh một tân dân, 41 nông dân rồi, di luôn tân này là kịp. Cần thiết thì di luôn cũng được, và Hoàng Nhi vẫn đang đứng thủ thôi. Sẽ là gom quân và di một tuần to. Thời điểm này, thời điểm Zugi đang sắp trâu dần. Và khoảng tầm 2 phút nữa thôi thì khả năng cao sẽ là khoảng tầm 10 nhà BA từ Zugi hay chắc. Một cái lối đánh mà gây áp lực vừa đủ ở nhà sắp dần một tuần. Và khi có lượng dần vừa đủ khoảng tầm 50 dần thì Zugi sẽ chuyển từ bài sắp dần sang cái trâu quân. Những cái bài đấu mà chúng ta thường áp dụng. Còn tham này Hoàng Nhi Phát đang ngồi 70/88. Vâng, lại dốc mạnh một tuần dần ra và ăn thêm vàng. Cạnh đấy có luôn bãi quả, như vậy chúng ta cũng biết cần tới hay không. Ngựa chém đang đi để quản các bãi vàng xung quanh nhà. Nhưng có lẽ là mình đoán là Zugi dành kiểu mà trâu cung giờ thôi. Kẹp theo đấy một vài đơn vị lạc đà. Vâng, dân 46-43, như vậy Zugi đang sắp phủ được dân rồi. Zugi đang lo ngại bài Hoàng Nhi đẩy luôn. Và Zugi đang sắp xuất trâu, chuyển sang bài sắp xuất trâu quân trong thời điểm bây giờ. Có cần tăng A không anh nhỉ? Còn đang là một tuần sóc dần mạnh, một tuần thì cân bằng lượng dần đến từ game thủ Hoàng Nhi, hợp lý. Cung A tạm thời chúng ta vẫn đang chỉ là giáp không thôi, đây là một tuần lọt vào. Một tuần lọt vào mà chúng ta tạm thời có lẽ làm Zugi mất tay thôi. Ở Zugi khả năng cao cũng để map con rất tốt. Có phủ. Cung giờ kẹp lạc đà, một vài con phù thể đầu thôi. Có lẽ rằng đây là những con phù cuối cùng. Cần lên giáp cho Cung A cũng như lên giáp 4 cho những con ngựa chém. À, công 4, mình nghĩ công 4 hoặc giáp 4 đều hợp lý. Giáp cho những con ngoa và lên luôn đồ màu. Một cái bài mà ra dần tơn ra dần trước đó đang làm cho Hoàng Nhi lực là rất khỏe. 5 nhà BL trong trận này. Cung A sẽ để bắt bài việc Zugi đánh P thôi. Còn cái con chủ đạo mà Hoàng Nhi vẫn đang muốn hướng tới là những con ngựa chém bằng công 4, giáp 4 và cả đồ màu. Khi mà nhận thấy Zugi đang chuyển dần sang cái đế sóc kiểu trâu cung giờ. Khu vực 4 giờ vẫn đang còn hai con nông dân của Hoàng Nhi đang chơi. Chỗ 3 giờ có dân của anh sao nhỉ? Còn đang ra số tơn và đang muốn chiếm bãi vàng này. 6 nhà BL đang phát đều lên công 4 giáp 4 cũng như đầu màu đã lên dòng. Kích công 4 và sẽ giáp 4 hay chăng? Có lẽ không cần khi nhận thấy lượng lạc đà của Zugi là không nhiều. Vâng, may quá, vâng, bãi vàng này Zugi vẫn chưa ăn bên kia. Zugi 55 dân, như vậy tham lai vẫn đang tăng. Như vậy Zugi vẫn đang chỉ ở bàn sóc trâu quần rồi. Vẫn chưa có ý định lên 4. Thời điểm này ai lên 4 trước rất nhạy cả. Vâng, chỉ cần một tên mà kích 4 một quyền sóc quần thôi. Thì cái lượng quần này của Hoàng Nhi thừa sức để giết chết Zugi trong một rốt nhạc. Tham Lai đã là 104/112 và đầu máu vừa rồi tơn kích gì thôi. Mình nhớ trước đấy thì Hoàng Nhi đã kích rồi, nhưng đây là tơn chiếm vàng. Vâng, Zugi 63 nông dân. Vâng, liệu rằng Hoàng Nhi sẽ phải công thôi khi đều về thế giấc đầy 4 thì Yon Yamato này rồi. Nó cảm giác nó đuối hơn con Summer khá nhiều. Vâng, Summer nó chỉ cần khoảng tầm 2 bãi vàng. Vâng, sau khoảng tầm cung giờ kẹp ca. Cung giờ lượt kẹp ca là đủ. Đây quan trọng Zugi phải sống trước cái tơn gì này. Tơn gì cực kỳ to của Hoàng Minh Nhi. 5-6 nhà BL. Xem đã xem 4 đồ máu và những con cung A.
Đức vẫn đang là rất khỏe. Đây là một tuần gì to, một tuần gì mang tính quyết định của trận đấu. Chúng ta hãy cùng nín thở vào giờ tuần gì này, một tuần gì nó mang quyết định xem liệu rằng ai sẽ người chiến thắng trong trận đấu này. Vẫn đang hết sức tỉ mỉ cho Hoàng Mạnh Nhi. Sáu nhà bây giờ vẫn đang vắt siêu đều. Quan trọng ta sẽ lựa chọn là công vào mặt nào. Mặt nào sẽ cái mặt mà chúng ta cần. Công. Sugi cũng bắt đầu vắt dần ra để ăn bãi vàng kia rồi. Liệu rằng tên này của Sugi có bất ngờ hay không? Cung giờ vẫn đang chỉ là 70 máu. Vẫn đang chỉ là 70 máu cho những con vừa Sumerian. Khả năng cao là Sugi kích trị đầu máu. Có ca nhưng đây là những con dẹp. Cung Nga sẽ cần phải giết con lạc đà. Còn nước cung giờ và ca này chúng ta đã chơi xong. Con Sugi bài đánh rất thâu ca Sumerian. Những con ca Sumerian nó dạ không khác gì cung giờ cả. Nhưng đây là lượng chèm. Quan trọng rằng một bài Hoàng Nhi đang chuyển sang dốc trâu chèm. Và Sugi đang bị cuốn vào lối đánh của cái thủ Hoàng Nhi trong tuần này. Bắt đây cho. Và tuần này vô vào. Bà và Sugi rất quái việc bắt bài. Nhưng Hoàng Nhi cũng đang rất chuẩn. Tuần này Sugi đã lên một. Nhưng mà đang bị ốp nhà. Ngựa chém đang là cực kỳ đông tuần này lượng vàng cuối. Vấn đề nan giải và vẫn đang là những bãi vàng. Sugi có lẽ dập lại thôi. Tuần này đang phải ốp gắt vào. Ốp thật sự là gắt tuần này. Tiếp tục dồn quân lên cho Hoàng Nhi. Phải ốp bằng chết bằng được khi Sugi bên kia đang người lên 4 và bên ngoài bắt Ezumi. Rồi hợp lý. Thứ ba là Sugi dùng cái đầu của mình rất quái. Chuyển sang dốc ca nhưng Hoàng Nhi cũng không phải lạng doàng. Hoàng Nhi vẫn đang do thấy rằng mình là một người cũng bắt bài đối phương khá tốt. Nhận thấy game đủ Sugi chuyển sang. Thực ra thì Hoàng Nhi đang cóc chèn bắt bài kiểu dốc trâu cung giờ đến từ hồ Sugi thôi. Nhưng may quá cái bài mà game đủ Sugi lại đang dốc cả ca. Và những con chém tạm thời đang phát huy sức mạnh của mình. Vừa tới ốp vào đây đã là những con chém 4 đầu máu. Sugi đang cố gắng dây chết vào thời những công nghệ của đối 4 nhưng không đi sai rồi. Qua hai đến từ bạch. Một cái đầu rất nhiều sạng của Sugi nhưng đây là một bạch cũng đang cực kỳ tỉnh táo trong những pha chuyển quân của mình. Tỷ số là 2-1 trong dây 4. Một cái pha hách não nhau cực kỳ căng thẳng. Một cuộc đấu trí. Tầm thời điểm này những game thủ tầm tuổi như này. Vâng, tầm tuổi như này không phải những pha kiểu như he he và cả chip boy solo. Không phải những kiểu he he và cái gì đấy solo. Không phải những hệ kiểu chém giáp. Đây là những cuộc đấu trí bằng những cái đầu. Bọn Sugi một cái đầu cũng đang rất quai. Nhưng bên này back là một bài cũng không hề kém. Tỷ số